Alo, xin chào, có thể cô chú chị em nhé. Hôm nay là một ngày cuối tuần, thì mấy hôm rồi có một chút bận chút công việc nên là chưa có chia sẻ livestream đều được. Thì ngày hôm nay trời cũng vẫn hơi nóng nha. Thì hôm nay cũng là một ngày cuối tuần nên là em tiếp tục cái chương trình chia sẻ livestream về những cái mẫu xe với những cái mức giá cực kỳ ưu đãi và hợp lý nhé. Về những cái mẫu xe với đấy, anh chị em mà đang quan tâm và cần tìm những cái mẫu xe nào thì có thể kết nối với em. Đây, em hiện tại thì đang livestream trực tiếp trên hai cái fanpage là kênh Trọng Xe Đẹp cũng như là cái fanpage Facebook Xe Đẹp 8 nhá. Đấy. Hiện tại thì dòng hiện tại em đang có chủ đạo những cái mẫu xe dòng xe Kia và Olin nhiều hơn tất cả với tầm tiền từ 100 cho 120, 130 cho tới dưới 200 triệu, đó là chủ đạo là những cái mẫu xe dòng xe Kia K2700. Song song đó thì là có thêm một số những cái mẫu xe dòng xe Kia K165 này, Kia K125 này, Kia K140 và Kia K3000. Đấy. Thì đang có sẵn rất là nhiều xe nhé và nhiều sự chọn cho cô chú chị em. Từ 1 tấn 25 cho tới 2 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi, 5 tấn đủ cả. Và thời điểm này thời điểm có những cái mức giá cực kỳ tốt. Mấy hôm vừa rồi bán xe với giá tốt quá, thế là bán rất là nhiều. Phải nói là bán gần hết bãi, bây giờ bãi trống hoác rồi. Đấy, nên anh em mà đang cần mua xe trong thời điểm này là một thời điểm đáng để cô chú chị em đầu tư nhé. Có K165 thùng kín không? Ok, có luôn anh nhá. K165 thùng kín hiện tại em đang có một cái mẫu là 2017 mà đợi khoảng tầm 2 phút nữa nhá. Sau khoảng tầm vài phút nữa em chia sẻ livestream này xong xuôi thì em sẽ ra em review chi tiết hơn về cái mẫu xe đó nhá. Thời tiết thì vẫn là một ngày thì khá là nóng. Đấy. Đây những người hỏi là cho xin giá K190. K190 thì có, hiện tại K190 em đang còn một mẫu thôi. Đang còn một mẫu là 2016 rồi, ngày hôm qua thì bán về với những vị khách tới từ Phú Thọ những cái mẫu xe thùng bạc K190 đã 17 rồi. K190 giờ chỉ còn mỗi cái con thùng có mỗi con thùng ấy thôi, còn mỗi con một con thùng 13 thôi, nhưng mà thùng nó dạng thùng suốt nhé, nó dạng thùng suốt chứ không phải là thùng ba vách. Em chở đồ gỗ thôi, chở đồ gỗ thì đấy lấy K190 cũng được. K190 nó khá phù hợp. 16830 xe cũ ông chú em. Có K2700 dưới 100 không? K2700 dưới 100 thì dưới 100 thì hiện tại chưa có con nào rồi. Vừa rồi có mấy con thì cũng bán rồi. Ok, bây giờ là 11 giờ 10 phút và chúng ta đang có 16 vị khách đang xem livestream ngày hôm nay trên hai kênh fanpage. Thứ nhất là kênh fanpage Trọng Xe Đẹp và thứ hai là kênh fanpage Xe Đẹp 8. Cái video livestream ngày hôm nay thì sẽ được phát lại vào lúc 3 giờ chiều trên kênh YouTube Xe Đẹp 8 các bác nhá. Trên kênh YouTube Xe Đẹp 8. Đấy, anh chị em mà xem mà chưa xem livestream được thì có thể tối có thể xem lại nhé. Tối chúng ta có thể xem lại cái livestream này. Đâu đâu đâu. Anh chia sẻ livestream với em cái. Trên Đẹp 8, Xe Đẹp 8 nhé. Nhá. Chia sẻ cho em này. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả buổi livestream ngày hôm nay. Ok, chia sẻ đủ rồi. Và chỉ thôi. Đấy, dùng một lúc là sạc nóng bừng lên. Em chào anh Lê Xuân Hiệp nhé. K3000 đã 2010 giá khoảng bao nhiêu em? Hiện tại thì K3000 đã 2010 nó sẽ giá đang rơi vào khoảng tầm 195 triệu đồng anh nhé. 195 triệu bây giờ em sẽ ra và livestream và chia sẻ trực tiếp cho anh luôn. Nhá, để những người khách này. Bây giờ thì nó sẽ có cái mức giá. Em chào anh Lâm Mai nhé, hello anh nha, vâng em chào anh nhé. Đấy, bây giờ em sẽ ra đây livestream và chia sẻ cho anh về những cái mẫu xe K3000 đã 2010
đấy, 2011. Cái mức giá chia sẻ ở đây là mức giá vẫn còn thương lượng khi anh em trực tiếp xem xe và kết nối trực tiếp với em nhé. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đây những vị khách ở Bắc Giang đến để xem những cái mẫu xe K2700 đây. Đây, trưa này. Đó, ok nhá. Bây giờ thì sẽ đến với cả toàn thể cô chú anh chị em về những cái mẫu xe K3000, đời 2010, đời 2009, 10, 11, 12, 13 và thậm chí là những cái mẫu xe đời 2014 nhá. Đấy. Hôm nay sẽ chia sẻ loạt xe K3000 lên cho anh em tham khảo cho nó thoải mái. Kia nhá. Anh em đang muốn mua xe trong tầm tài chính như thế nào có thể bình luận ở đây. Anh em có thể là thương lượng, có thể trao đổi để có thể cùng nhau đưa giá nó tốt nhất nhá, cùng nhau đi đến những cái mức giá tốt nhất để chúng ta có thể là bán được, em có thể bán được xe, các bác cũng có thể mua được một chiếc xe chất lượng với cái mức giá phù hợp, mức giá tốt nhất nhá. Đó. Đây là một mẫu xe K3000 đời 2010. Hiện tại thì em đang để cái mức giá là 195 triệu đồng. Nhưng nhá, trước chứ nhưng đều vô giá, sau chứ nhưng mới có giá trị. Đó là K3000 2010 em đang để với cái mức giá 195 triệu. Nhưng mà anh chị em lên xem xe trực tiếp hoặc gọi điện trực tiếp với em, em đảm bảo được cho cô chú anh em, thứ nhất là về chất lượng xe, thứ hai là thủ tục pháp lý đảm bảo, và thứ ba là cái mức giá tốt nhất nhá. Có cái mức giá tốt nhất, cứ gọi điện trực tiếp thiện chí trao đổi với em hoặc là trực tiếp lên xem xe sẽ có được cái mức giá tốt nhất nhá, tốt nhất nhá. Em chào anh Nguyên Đen, K2007, K1902, 0789 là con nào nhỉ? Ok, để tí em sẽ quay vòng này bãi thì em phải chia sẻ cho anh cho cái mẫu xe K190 và K2700 sau nhé. 37C em sẽ chia sẻ thông tin chi tiết về mẫu xe này này. 37C28954 nhé. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K3000 đã 2010 với tải trọng là 1,4 tấn hạ tải. Thường thì nó sẽ có hạ tải khoảng 1,1 tấn hoặc 1 tấn, còn riêng chiếc xe này nhá, riêng một vài mẫu xe này nó sẽ được hạ tải xuống còn 1,2 tấn, cộng quá tải 10% thì vẫn là 1,4 tấn thôi. Thùng dài đoạn lòng là 3,4 m và sử dụng hệ thống treo bánh trước bằng nhíp, cộng quá tải ổn định, cộng khoảng tầm 3 tấn hoặc là 3,5 tấn vẫn là ok. Đấy là anh em thích cộng quá tải, còn nếu mà cộng đủ tải thì tùy các bác thôi nhá. Đăng kiểm thì còn tới tháng 7 năm 2023. Em này thì đăng kiểm nó vẫn đang là 6 tháng một lần, và em này được đăng kiểm vào cái thời điểm tình hình đăng kiểm nó căng thẳng nhất, nó khắt khe nhất rồi, nên là anh em mua được những cái chiếc xe như này có thể là yên tâm về sẵn dùng thôi nhá, về sẵn dùng thôi. Xe có thể là cam kết cho anh chị em, thứ nhất đây chúng ta cùng kiểm tra qua để toàn bộ phần mã kính này. Đây, mã kính là 2010 còn nguyên. Đây, số 0 là thể hiện cho mã kính là 2010 nhá. Đấy. Và kính vẫn là kính hãng Korea Autoglass đấy. La Martinez cái gì đây? Đó, ok. Đấy, toàn bộ phần côn này. Rồi cũng còn nguyên này. Đấy, và đây cũng vậy, đây và ba mã kính, bốn mã kính, chỉ còn bốn mã kính còn nguyên nhá. Mã kính này vẫn còn nguyên luôn. Mã kính này cũng vẫn còn nguyên. Em chào anh Trần Huy nhá. Cho anh xem K125 đời 2016 và báo giá luôn. Vâng, ok, anh đợi em khoảng tầm 3 phút. Anh theo dõi em sẽ chia sẻ cho anh Nguyên và anh Huy về những cái mẫu xe K2700, K125 và K190 cho anh tham khảo nhá. Một xíu nữa em sẽ chia sẻ cho anh cái mẫu xe K125 đời 2016 nhá. Hôm qua thì em bán một cái mẫu xe K190 đời 2017 về với cả những vị khách tới từ Phú Thọ rồi, để cái mức giá vẫn là hợp lý. Nói chung là cái mức giá nó rất là hợp lý trong thời điểm này, mức giá nó kịch sàn luôn, và chất lượng xe tất nhiên là vẫn đảm bảo cho cô chú chị em nhá. Vẫn đảm bảo cho cô chú chị em. 37C28954, đây là một mẫu xe K3000 đời 2010. Xe cam kết không đâm va, máy móc cực chất nhá. Tải trọng 1,4 tấn hạ tải xuống 1,2 tấn. Đăng kiểm tháng 7 năm 2023 và đăng kiểm nó được đăng kiểm, chiếc xe này đăng kiểm vào lúc thời kỳ mà tình hình đăng kiểm căng thẳng nhất, nên là cô chú anh chị em có thể yên tâm. K3000 đời 2010 biển 37 nhá. Em để cái mức giá ở đây là 195 triệu đồng và tất nhiên là khi mà gọi điện trực tiếp cho em, đây là mức giá báo công khai thôi, và anh em gọi điện cho em nhá. Anh em gọi điện trực tiếp cho em thì em sẽ để cho anh chị em những cái mức giá hợp lý hơn, bớt sâu hơn, giảm sâu hơn và tư vấn kỹ càng hơn về mẫu xe này. Anh em nếu như ở xa, em có thể hỗ trợ ship tận nhà nhá. Em có thể hỗ trợ ship tận nhà luôn. Em chào anh Tuấn Nguyễn nhá, K140 màu trắng. Ok anh, em đợi em một xíu nhá. Đấy. Em sẽ chia sẻ cho anh về cái mẫu xe K140 là một đời màu trắng đời 2014 nhá. Ok, và xin chốt lại thông tin cho mẫu xe này. Kia K3000 đời 2010.
với tải trọng là 1 tấn 4 hạ tải xuống cầu 1 tấn 2, đầy đủ điều hòa, lót sàn. Anh chị em mà theo dõi được cái live stream ngày hôm nay và chia sẻ vào ba hội nhóm, em sẽ để cái mức giá cực kỳ ưu đãi nhá. Hiện tại cái mức giá em đang báo cho cái mẫu xe biển số 37 này với cái mức giá là 195 triệu đồng. Và để cho cô chú anh chị em mà theo dõi được cái live stream ngày 21 tháng 5 này với cái mức giá ưu đãi hơn nữa, với mức giá là 188 triệu đồng nhá. 188 triệu đồng cho anh chị em theo dõi được cái live stream ngày hôm nay cùng em Trọng Xe Đẹp. Biển số 37C28954 K3000-2010. Ok, chốt lại ở đây nhá. 188 triệu đồng trong live stream ngày hôm nay. 37C28954 K3000-2010. Em chào anh Trần Văn Quyết nhá. Có Taco Towner đời 2016-17 không anh? Có anh ơi, em có sẵn luôn đời 2016, một xíu nữa sẽ chia sẻ cho anh nhá. Ok, đấy, chốt cái mẫu xe này, anh chị em mà quan tâm thì kết nối với em nhá. Em sẽ để cái mức giá đây. Giá chốt ưu đãi trong ngày hôm nay nhá. Giá ưu đãi cho mẫu xe K3000 đời 2010 biển 37 với cái mức giá là 188 triệu đồng. Anh chị em nhanh tay kết nối với em và kết nối trực tiếp với em sẽ có mức giá hợp lý nữa, vẫn còn giảm nhá, vẫn còn giảm luôn. Đấy, K3000-2010 đăng kiểm từ tháng 7, điều hòa, lót sàn đầy đủ, xe cam kết không nằm va, tải 1 tấn 4 hạ tải xuống 1 tấn 2, mức giá 188 triệu đồng trong livestream ngày hôm nay. Đó, ok. Có K3000 thùng lửng không anh? Hiện tại thì em chào anh Nguyễn Trường nhá. Hiện tại K3000 thùng lửng thì vừa mới hết xong. Đấy, vừa mới hết xong nhưng em lại có thêm một cái mẫu xe, đó là mẫu xe Kia K140 thùng lửng. Hiện tại thì đang ở đâu nhỉ? Đây rồi. À thế đấy anh, thùng lửng thì đây, K140 thùng lửng đây. Em sẽ chia sẻ cho anh về cái mẫu xe này sau nhá. K140 thì nó cũng là tải 1 tấn 4 đủ, thùng nó cũng dài là 3,5 m nhá. Tải 1 tấn 4 đủ, thùng dài 3,5 m. Hiện tại cái mẫu xe này thì em đang nhập cái giá, đã nhập cái giá rất là cao, thời điểm giá rất là căng thẳng rồi. Nhưng anh em mà thiện chí thì lên xem xe trực tiếp, em sẽ độc đá thêm một chút nữa. 265 triệu đồng cho mẫu xe Kia K140 thùng lửng đời 2015 nhá. 265 triệu đồng cho K140 thùng lửng đời 2015. Olin 700A bán mấy đó bác? Olin 700A thì hiện tại em đang bán với cái mức giá là 305 triệu đồng thôi nhá. 305 triệu đồng cho mẫu xe 700A. Đấy, hiện tại thời điểm này mức giá rất là tốt. Anh em mà lên xem xe thiện chí ưng xe, em lại để cái mức giá tốt hơn nhá. Để mức giá tốt hơn nhá. Đó, ok. Đấy. Một xíu nữa em sẽ quay lại mẫu xe này cùng trả lời mấy câu hỏi trước cho mấy anh Nguyên, anh Huy về những cái mẫu xe Kia K2700 và K190 trước nhá. Đây. Và bên trong này trước tiên sẽ là cái câu hỏi về một cái mẫu xe cụ thể, đây là mẫu xe K125 đời 2016 thì đây. Vào phía bên trong này đây. Ô, phải đánh xe ra lúc nào không biết luôn. Đây, đây chính là cái mẫu xe anh em đang muốn nhắc đến, đó chính là mẫu xe biển số 14C15052 25 đời 2016. Với những thông tin em sẽ chia sẻ cho anh ở ngày hôm nay cùng với cả anh Huy và anh Nguyên nhé. Đó là đây là một mẫu xe đời 2016 với tải trọng là 1 tấn 25 đủ nhá. 1 tấn 25 đủ. Sơn zin. Và đây, đây sơn zin. Đây em mới đăng kiểm thì còn tới tháng 1 năm 2024 nhá. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm tới tháng 1 năm 2024. Đấy, đăng kiểm tới tháng 1 năm 2024. Đây em sẽ nhập bình luận ở đây luôn. 700A 14 giá 305 triệu anh ơi. Đấy, ok, đấy. Em sẽ trả lời bình luận luôn của anh em đấy nhá. Đây là mẫu xe Kia K125 đời 2016. Đời 2016, K125 đời 2016 nhá. Với tải trọng là 1 tấn 25 đủ. Đấy, và đây là đời áp chót của dòng xe K125 rồi, thường nó thường xuất hiện nhiều. Đó là những cái mẫu xe K125 đời 2014 và đời 2015 thôi, còn đời 2016 nó rất là ít có nhá. Rất là ít có luôn. Và thường thì tới đời 2016 thì nó chuyển sang, đó là những cái mẫu xe dòng xe Kia K190 rồi nhá, thường là chuyển sang những cái mẫu xe dòng xe K190 rồi. Đấy. Và đây là một mẫu xe, đây thứ nhất là từ ba đợt sốc đây. Sơn vẫn là zin. Đây nhá, toàn bộ phần ba đợt sốc, đây sơn zin này. Đây toàn bộ phần ba đợt sốc của sơn zin này. Đấy, toàn bộ sơn cũng đấy. Còn phần sơn là đây, toàn một bộ sơn lì nguyên bản của nó và chưa có đánh bóng gì cả nhá. Sơn đấy, toàn bộ phần sơn zin chưa có đánh bóng nhá. Đó. Toàn bộ phần đèn này, đèn này cái mã đèn của nguyên này. Phần đèn này cái mã đèn của nguyên luôn. Đó. Như thấy đường truyền tín hiệu nó bị lag quá thì em dùng 3G thôi nhá, cho nó đỡ bị chập chờn cái mạng. Đó nhá, đây. Đấy, sơn toàn bộ sơn vẫn zin.
Đấy, mắt kính này, nói về mắt kính thì tại sao lại có những cái mã đời 2015 đối với cái đời 2016 này? Bởi vì em cũng bảo luôn, đó là kính của dòng xe Taco thì thường là lắp kính đời trước nhá. Những chiếc xe mà sản xuất vào đầu lửa đầu năm đời 2016 thì sẽ có mắt kính đời 2015. Đấy, nhá. Và đây vẫn là mắt kính zin của nó này. Đây vẫn là mắt kính zin này. Đó. Toàn bộ phần cột đây, cột cũng còn nguyên luôn. Xe chiếc riêng chiếc xe này, những chiếc xe này em phải cam kết cho anh chị em, thứ nhất là cam kết không đụng va chạm nhá. Đây, mắt kính còn nguyên đời 2015 còn nguyên này. Đấy, cam kết cho anh chị em là xe không đụng va chạm. Đấy, máy móc còn nguyên bản. Đây là một mẫu xe rất là đẹp luôn trong phân khúc những cái mẫu xe đời 2010. Đối với những cái mẫu phân khúc những cái mẫu xe dòng xe Kia K125 mà em đang chia sẻ hiện tại trong bãi nhá. Đẹp, căng thẳng luôn. Đấy, đây toàn bộ xe cam kết cho chị em viết trên văn bản giấy tờ luôn, đó là xe cam kết là xe không đụng va chạm nhá, trên văn bản giấy tờ luôn. Hiện tại cái mẫu xe K125 đời 2016 này em đang báo giá và chia sẻ với cái mức giá là 200 thì như các bác nhìn thì chở rất là khỏe nhá, các bác nhìn thì chở rất là phải nhá. Đây đây, ok, thi thoảng em tụt tín hiệu phát bực mình vãi trưởng này. Đấy, đang có hơn 30 người xem tự nhiên bây giờ mất tín hiệu phát còn được mấy người thôi, còn được mười mấy người. Đó, con là máy khỏe tôi ok anh, tất nhiên là dòng xe K3000 thì máy nó sẽ tất nhiên là sẽ rất khỏe hơn rất là nhiều so với những mẫu xe dòng xe K2700 rồi. Đây anh nhá, K125. Đây, K125 là 2016 anh nhá. K125 là 2016, không biết là anh Huy anh còn đang theo dõi được không? Đây, K125 là 2016. Đây, toàn bộ phần không gian ở đây. Ghế bọc da này, trần nguyên bản này, toàn bộ phần tắp bi cửa đây. Nó còn rất là đẹp và đều nhá. Đây, đẹp này. Toàn bộ phần nhựa này không bị ố này, không bị bẩn gì cả này, không bị bạc màu này. Đấy, đi sâu vào trong thì có gì. Nói chung toàn bộ phần tắp bật thờ màn thờ tắp lỗ cũng thế. Nó cũng còn rất là đẹp. Xe cam kết chất lượng cho anh luôn nhá. Xe cam kết chất lượng cho anh luôn. Keo chỉ đinh bấm còn nguyên bản. Đấy, và không mất phân keo chỉ nào. Đó. Đây, toàn bộ phần đấy đây. Toàn bộ phần tổng thành cabin đây. Sơn zin nhá, sơn vẫn còn zin, ba đợt sốc đây. Đây là cái phần vân sơn zin của ba đợt sốc nhá. Đây gọi là sơn zin. Đây gọi là phần sơn zin nhá. Đấy. Không nhìn thấy à anh? Đây, xe này thì chưa có lắp màn hình đâu nhá. Đây. Anh nhìn thấy cái được chuyển tín hiệu là ok không? Nhìn tổng thành ok không? Chiếc xe này không có màn hình đâu. Chiếc xe này thì vẫn là cơ bản thôi, có đài FM. Chỉ có đài FM thôi anh nhá. Đài FM có điều hòa thôi. Còn nếu như mà anh thích trang bị thêm về cam hành trình, cam lùi thì nó chi phí nó sẽ chỉ khoảng tầm mấy triệu thôi mà. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 triệu cả màn hình này, cả cam hành trình, có cả cam lùi khoảng tầm 3,5-4 triệu thôi. Đấy nhá. Khoảng tầm 3,5-4 triệu thôi. Đó, đây nhá anh nhá. Đây. Đấy, không, chiếc xe này chưa có màn hình, vẫn là cơ bản thôi. Đấy, nếu mà anh mà thích thì em có thể là anh em hỗ trợ nhau lắp cho anh cả cái màn hình cũng như là cam lùi cam hành trình luôn. Không vấn đề gì cả nhá. Đó, đây. Đăng kiểm của mẫu xe này thì còn tới tháng 1 năm 2024. Và hiện tại cái những cái mẫu xe này đăng kiểm vẫn đang là một năm một lần. Đấy, đăng kiểm vẫn đang một năm một lần nhá. Đấy, đây. Đăng kiểm vẫn còn rất là dài. Xe cam kết không đâm va. Đấy, đầy đủ điều hòa rồi. Sàn thì vẫn là sàn sống nguyên bản nhá. Đây, cho anh em xem qua về cái phần sàn của chiếc xe này. Trước khi tới phần sàn có thể thấy toàn bộ phần bửng này, bửng thanh này. Đấy, sơn vẫn zin. Sơn vẫn zin. Toàn bộ phần đinh bấm này có nguyên này. Đấy, còn phần đinh bấm nguyên này. Đó. Đây ngó chốc con xuống thì có phần sàn đây. Sàn sóng cũng rất đẹp nhá, sàn sóng biển 14 nhưng mà nó không bị mối mọt tí nào. Nó không bị mối mọt, không bị han gì tí nào nhá. Đây. Toàn bộ sàn đây. Đấy, anh thấy chưa? Đấy, toàn bộ sàn, toàn bộ chassis nó còn rất là đẹp. Nó không bị lõm, không bị võng, không bị gì cả nhá. Và chiếc xe này chưa có lốp sàn. Chưa có lốp sàn vẫn còn được trên thế này nhá. Chưa có lốp sàn mà còn vẫn được trên thế này. Đây. Đây không? Ui dồi. Đây. Đây là toàn bộ phần sàn của nó đây. Cái chiếc xe này thì em đang báo giá hiện tại cho mẫu xe K125 đời 2016 này, em đang báo giá với cái mức giá là 255 triệu đồng nhá. 255 triệu đồng cho đời 2016 này. Đấy. Đời 2016, ba bửng còn nguyên, sàn đẹp. Xe cam kết không đâm va, máy móc còn zin, máy móc chất. Xe đẹp luôn nhá. Đấy. 255 triệu đồng cho mẫu xe này.
chất lượng. Đấy, xe chất cực kỳ chất lượng luôn. Tiền nào phải lấy nó xứng đáng với cái giá trị tầm tiền mà anh bỏ ra. Và hiện tại em đang còn có thêm, nếu mà tầm tiền thấp hơn thì em có thêm những cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2015 nhé, đời 2015. Đó. Nó giá nó sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 235 cho tới 245 triệu thôi. Đấy, đây. Đây. Ok, xin được chia sẻ lại cái thông tin về cái mẫu xe này. Kia K190, xin lỗi các bác, Kia K125 đời 2016. Tải trọng là 1,25 tấn đủ. Điều hòa đầy đủ, sàn sóng nguyên bản, xà sóng đẹp, không han gì, không cong võng, xe đẹp, không lỗi đâm va, giấy tờ thủ tục pháp lý đảm bảo, máy móc vẫn còn zin nhá, máy móc vẫn còn zin luôn, đấy, máy móc vẫn còn zin. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì kết nối với em, đăng kiểm còn từ tháng 1 năm 2024. Hiện tại cái mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe này với cái mức giá là 255 triệu đồng và anh kết nối trực tiếp với em sẽ được thêm cái mức giá tốt hơn. Bây giờ nhé, em đang báo giá mẫu này với cái mức giá là 255 triệu đồng và có thương lượng. Đấy. Nha. Có thương lượng nha. 255 triệu đồng cho mẫu xe này, xe zin cả xe, cam kết không đâm va, giấy tờ pháp lý đảm bảo nhá anh chị em nhá. K125 đời 2016, 255 triệu đồng. Lên xem xe trực tiếp và kết nối trực tiếp với em Trọng sẽ có thêm cái mức giá tốt hơn nhá, có thêm cái mức giá tốt hơn. Đó. Ok. Tiếp theo đó là về câu hỏi của anh đâu nhỉ? Anh Tuấn Nguyễn về cái mẫu xe Kia K140 màu trắng. Ok anh. Bây giờ chúng ta xuống đến với cả những cái mẫu xe K140 màu trắng nhá. Đây. Đây chính là cái mẫu xe K140 màu trắng đây. Mẫu xe biển số 24C12955. Kia K140 màu trắng đời 2014 anh nhá. Không biết anh còn đang theo dõi được livestream này không nhỉ? Đấy, Kia K140 màu trắng đời 2014 với tải trọng là 1,4 tấn đủ. Chiếc xe này thì có trang bị đầy đủ màn hình cam lùi rồi nhá. Chiếc xe này có trang bị đầy đủ màn hình cũng như là cam lùi rồi nhá. Đấy, trang bị đầy đủ này, màn hình rồi này, cam lùi rồi này. Đấy, xe cam kết không đâm va và em đã có một cái video review rất là chi tiết về mẫu xe này rồi nhé, có một video review rất chi tiết về mẫu xe này rồi. Đấy. Đấy. Tải là 1,4 tấn đủ anh nhá, tải là 1,4 tấn đủ với tải trọng là 1,4 tấn đủ này. Thùng dài lọt lòng là 3,5 mét nhé, thùng dài lọt lòng là 3,5 mét. Hiện tại cái mẫu xe K140 đời 2014 này, chiếc xe này nhá, màu trắng này, em đang chia sẻ và báo giá với cái mức giá là 255 triệu đồng nhá. 255 triệu đồng cho cô chú anh chị em mà đang theo dõi được cái livestream ngày hôm nay cùng em Trọng. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2023. Đăng kiểm còn rất là dài luôn và đăng kiểm còn khoảng tầm 1 tháng nữa nhá. Đấy, đăng kiểm tháng 6 năm 2023, đăng kiểm rất là dài, khoảng tầm 1 tháng nữa cơ. Quá là dài luôn. Đấy. Đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023, anh chị em mà lên xem xe trực tiếp, chúng ta có thể thương lượng về giá. Chúng ta có thể thương lượng về giá, chúng ta có thể thương lượng về đăng kiểm, chúng ta có thể là trao đổi thêm về chất lượng xe. Và để có những cái đến với cái những 40 đời 2014 này nhá. Đây, đi sâu vào đây thì nó có cái gì đây. Với nội thất là ghế nỉ nguyên bản. Đây. Nội thất đây, ghế nỉ nguyên bản nhá. Xe cam kết là không được va chạm gì cả. Và đây những cái mác kính đằng 14 của nguyên này. Những cái mác kính của nguyên. Đấy, toàn bộ phần keo chỉ nguyên này. Đấy, và cột vẫn còn nguyên nhá. Đấy, keo chỉ của kèo còn nguyên hết nhá. Đó. 255 triệu đồng cho mẫu xe này với thất là ghế nỉ nguyên bản này. Có trang bị thêm một chiếc màn hình ở đây. Điều hòa thì cực kỳ mát luôn. Điều hòa em nhớ không nhầm thì đây là một chiếc xe có điều hòa hãng. Nếu như em nhớ không nhầm thì là thế. Em nhớ không nhầm thì là thế. Đấy, có thể là em sẽ, anh em mà quan tâm về mẫu này thì em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết hơn về cái mẫu xe này nhá. Mức giá vẫn còn thương lượng nhá, mức giá vẫn còn thương lượng. Đấy, lên nội thất đây. Với ghế nỉ nguyên bản này. Đấy, ghế nỉ nguyên bản này. Đằng sau thì nó cũng bọc trên cái phần ốp đằng sau rồi. Và xe cam kết không đâm va, bốn mắt kính còn nguyên. Chiếc xe này điều hòa đầy đủ này, lót sàn rồi này. Sàn em nhớ không nhầm là sàn lốc nhá, sàn nhớ không nhầm là sàn lốc.
Về sơn thì màu trắng thì con đã có bắn tỉa qua rồi một chút rồi nhá. Về màu trắng thì đã có bắn tỉa qua một chút. Đấy, xe cam kết mã kính này. Đấy bạn. Bên kính chắn gió này, nguyên này. Đây. Và đây bên kính phụ cũng nguyên đây. Đây. Toàn bộ những cái mã kính cũng nguyên hết. Đấy, toàn bộ những mã kính cũng nguyên nhá. Kia K140 màu trắng biển 24C12955 với tải trọng là 1,4 tấn đủ. Điều hòa lót sàn đầy đủ, có cả màn hình. Đấy, anh em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy kết nối với em ngay. Hiện tại cái mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe này với cái mức giá là 255 triệu đồng nhá. 255 triệu đồng, anh em lên xem xe trực tiếp. Lại còn thêm độc lá thêm nữa nhá. Vẫn còn độc lá thêm một chút nữa cho cái mẫu xe này. 255 triệu đồng có bớt anh chị em nhá. Xe thì đảm bảo cho cô chú anh, thứ nhất là chất lượng đảm bảo này. Đấy, xe không lỗi đâm va này. Giấy tờ thủ tục pháp lý cũng đảm bảo luôn này. Đấy. Nên là có thể là yên tâm và chất lượng khi mà trực tiếp kết nối với em. Em lên xem xe trực tiếp, em sẽ chọn cho anh chị em những cái mẫu xe tốt nhất với chất lượng tốt nhất nhá. Đó. Em chào anh Nguyễn Văn Sơn. Có Comporter 2 nào đời 2007 đến 2009 không? Hiện tại thì đối với dòng xe Hyundai Porter thì em đang không có mẫu nào anh ạ. Hiện tại dòng Hyundai Porter không có mẫu nào. Với cái tải trọng Porter với tải trọng khoảng tầm 1 tấn thì em đang có tập trung những cái mẫu xe dòng xe Kia thôi. Đó là những cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 và Kia K3000. Hoặc là đời cao hơn thì chúng ta có những cái sự lựa chọn về những cái mẫu xe dòng xe Kia K140 và Kia K165 đối với dòng xe 8,4 tấn nhá. Đây. Đây cũng là một cái mẫu xe dòng xe Kia K140 này. Hiện tại K140 đang còn khoảng tầm 4 mẫu xe Kia K140. Màu xanh cũng có, màu trắng cũng có, đầy đủ chất lượng của từng xe và những cái mức giá ưu đãi nhá. Và lên xem xe trực tiếp, kết nối trực tiếp với em thì em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn và lựa chọn cho anh chị em những cái mẫu xe tốt nhất nhá. Đặt niềm tin ở em sẽ lựa chọn cho cô chú anh chị em những cái mẫu xe tốt nhất và chất lượng tốt nhất nhá. Đây cũng là một cái mẫu xe K140 đời 2014. Và hiện tại cái mẫu xe biển 34C07443 này thì em đang chia sẻ cũng như là báo giá với cái mức giá đó là 255 triệu đồng nhá. Đó là 255 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy, 255 triệu. Anh em mà quan tâm thì có thể kết nối với em nhá. 255 triệu đồng cho mẫu xe này. Đó, ok. Tiếp tới đó chính là câu hỏi về cái mẫu xe Kia K190. Thì hiện tại K190 em đang có mẫu này thôi. Hiện tại đang còn duy nhất cái mẫu này 20C16830. Đây là thùng nguyên bản nhá. Đây là thùng nguyên bản của nó nên các bác có thể yên tâm về vấn đề đăng kiểm thì đảm bảo luôn nhé. Thùng nguyên bản. Rồi, mồ hôi nóng ạ. Đây là mẫu xe Kia K190 đã 2016 với tải trọng là 1,9 tấn. Xe cam kết chất nhá, máy móc vẫn còn nguyên bản luôn. Máy móc vẫn còn nguyên bản cho mẫu xe này, Kia K190 đã 2016. Và chút thông tin qua về phần nội thất đây. Với tải trọng là 1,9 tấn, thùng dài nội lòng là 3m25 nhá. Tải 1,9 tấn, thùng dài nội lòng là 3m25. Nội thất đây. Với ghế thì bên cạnh thì người đang có chế thành ghế giường nằm rồi, thì nó sẽ có không gian thoải mái hơn, rộng rãi hơn cho anh chị em nào mà đi đường dài nhé. Cho cô chú chị em mà đi đường dài thì có thể là nó sẽ rộng rãi hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Xe thì toàn bộ những cái mã kính, 4 mã kính vẫn còn nguyên bản nhé. 4 mã kính vẫn còn nguyên bản. Hôm nay trên kênh fanpage Facebook Trọng Xe Đẹp em có chia sẻ nhanh về cái mẫu xe này rồi. Đã có một video ngắn chia sẻ nhanh về mẫu xe này rồi nhé. Kia K190 đã 2016, tải 1,9 tấn, điều hòa lót sàn đầy đủ. Đấy, xạ điều hòa thôi. Sàn thì hôm nay đây thì nhá, phải ngó qua mặt sàn. Đây thùng nó đây. Thùng thì nó gọi là cái dòng thùng này gọi là thùng suốt nhá. Nghĩa là nó không có bao vách, nó sẽ trải dài toàn thành khung thành thùng cũng như thành thùng, nó sẽ dài từ phần trên kia xuống đây. Đấy, và hiện tại cái mẫu xe K190 này thì em đang để cái mức giá rất là hợp lý nhá. 260 triệu vẫn còn thương lượng cơ. Đây toàn bộ phần cánh thùng sau đây. Đây toàn bộ phần cánh thùng sau đây. Đấy. Biển số Thái Nguyên, mua chính chủ luôn nhá. Và đây là thông tin về phần sàn đây. Toàn bộ phần sàn sóng vẫn còn nguyên này. Đây, đây chính là toàn bộ phần sàn sóng còn nguyên ở đây. Đấy, còn nguyên sàn sóng này. Đấy. Sàn sóng vẫn còn nguyên, nó không bị hỏng, không bị mối mọt gì cả. Không bị mối mọt gì cả nhá. Đó, đây toàn bộ khung thành đây. Đó. Đó, ok. Kia K190 đã 2016, tải trọng là 1,9 tấn, điều hòa lót sàn thì chưa lót, điều hòa đầy đủ,
sàn vẫn còn nguyên, xe cam kết là không đụng va chạm gì cả nhé, xe cam kết không đụng va chạm gì cả. Đó, anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy kết nối với em. Hiện tại cái mẫu xe này đang chia sẻ và báo giá với cái mức giá đây sẽ bị đánh luôn đây nhá. Đó chính là K190 2016 biển 20. Nên em đang để cái mức giá ở đây đó chính là 260 triệu đồng nhá. Cái mức giá đây là 260 triệu đồng. Anh em mà lên xem xe trực tiếp vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng về cái mẫu xe này. Đó, Kia K190 tải 1.9 điều hòa sàn nguyên bản nhá. Với mức giá là 260 triệu đồng. Lên xem xe trực tiếp còn có bớt, còn thương lượng nhá. Đó, ok. Đây. Đây trong này còn vẫn còn là nhiều, rất là nhiều những cái mẫu xe đây. Đấy. Nếu mà ca hiện tại thì thùng lửng thì em đang còn cái mẫu xe K2700 cũng như là K125 nhá. K2700 cũng như là những cái mẫu xe dòng xe Kia K125. Đấy. Đây, K2700 đây. Đối với cái mẫu xe K2700 đời 2012 này thì em đang chia sẻ với cái mức giá là 190 triệu nhá. 190 triệu đồng cho mẫu xe này. Anh em nào mà thích cái mẫu xe K2700 thì đây. Đấy. Ở Towner thì hiện tại em đang còn cái mẫu xe đời 2016 với cái mức giá rất là hợp lý thôi, 95 triệu đồng nhá. 95 triệu đồng và tất nhiên là có bớt rồi. Đấy, có bớt. 95 triệu đồng có bớt nhá. Ok, thì bây giờ thì em đang có một số vị khách bên trong kia nữa. Vừa rồi đấy là một cái video chia sẻ livestream báo giá những cái mẫu xe dòng xe K3000 này, K2700 này, K125 và K190. Anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe nào thì hãy kết nối với em nhé. Và ngoài ra thùng bạc cũng còn, thùng kín vẫn còn. Anh chị em mà quan tâm thì hãy kết nối với em qua số hotline là 0975 180 77 và 0981 188 765. Em là Trọng Xe Đẹp. Cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị em ở những video chia sẻ cũng như livestream báo giá ở video sau. Xin chào.